Hello, xin chào tất mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile về đề tài One Piece sắp được phát hành tại Việt Nam. Nó có tên gọi là Kho Báu Truyền Thuyết. Con game này tên tiếng Anh như mình đang trải nghiệm đây. Nó tên gọi là One Piece Adventure of Pirates. Đó, nếu bạn nào quan tâm muốn test thử thì mình sẽ để một đường link để các bạn tải game trên TapTap và chơi thử nhá. Nhắc lại là một lần nữa là cái con game One Piece này nó sẽ được phát hành tại Việt Nam với tên gọi là Kho Báu Truyền Thuyết. Từ bây giờ mình sẽ gọi là Kho Báu Truyền Thuyết nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Mình sẽ tắt nhạc đi vì mình sợ nhạc bản quyền đó. Chúng ta sẽ vào game và trải nghiệm thử nhá. Rồi, giờ thì tự tin bật nhạc rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ có phần ngay từ ban đầu là chúng ta sẽ có phần chiêu mộ này. Đại loại thì con game này là một con game thể tướng thôi anh em nhá. Chúng ta có tính năng chiêu mộ. Được cái là nhân vật làm theo kiểu 3D. Chúng ta có Nami này. Đây là giao diện chính của game nhé. Còn đây là phần cốt truyện. Các bạn cũng đánh phó bản cốt truyện nha. Nhân vật làm theo phong cách kiểu đúng kiểu manga đấy. Còn mọi thứ là hoàn toàn tự động nhá. Dạng game nhập vai thẻ tướng rảnh tay thôi. Anh em có tính năng tăng tốc này, thậm chí là tính năng skip bỏ qua. Rồi có tính năng, chúng ta có cả tính năng treo máy nhận quà. Đó. Nhận thưởng này. Muốn nhận thưởng nhiều hơn thì các bạn nạp cái thẻ Battle Pass vào. Ở đây phần túi đồ, các bạn có thể ghép mảnh thêm nhân vật mới nhá. Chúng ta có Sanji này. Đấy, vì là một con game làm theo đề tài One Piece nên là các cái nhân vật cũng dựa trên bộ truyện gốc thôi. Đấy, chúng ta có Luffy, có Nami, có Sanji, có Zoro, đầy đủ luôn. Usopp. Đấy, mình thì không phải fan của One Piece nhưng mà cơ bản tôi chơi nhiều game One Piece ra rồi. Tôi trải nghiệm quá nhiều rồi. Nên là mình cũng nhớ tên các nhân vật. Mình là fan của Naruto thôi. Đấy. Thật ra bộ truyện One Piece rất là hay nhưng mà kiểu nó dài quá rồi ấy. Nên là mình cứ lười đọc ấy. Bây giờ nó hơn 700 chương rồi nhỉ. 700 chap rồi. Mà mình bị lười đọc ấy. Bây giờ ngồi đọc thì mất thời gian lắm. Đã theo phải theo từ đầu á. Thì sẽ thấy thích. Rồi chúng ta có phần... đấy, mua cái phần shop này. Một cái vé triệu hồi. Đấy, lại tiếp tục triệu hồi nhá. Tí nữa thì chúng ta sẽ xem phần tỷ lệ xem sao. Rồi, chúng ta có Chopper. Đấy, túm lại thì cái con game Kho Báu Truyền Thuyết này là một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay thôi. Chúng ta có tính năng Quick Battle này. Đó, nhận treo máy nhận thưởng nhanh này. Lên cấp sẽ rất là nhanh luôn. Đấy, được cái là nhân vật thiết kế theo kiểu 3D. Nó không phải là full 3D hoàn toàn đâu. Các bạn gọi là 2,5D cũng được. Đấy, thậm chí anh em phải... các bạn phải có thẻ Premium card. Thẻ VIP thì mới có thể bỏ qua được. Còn không là có thể chỉ có thể quan sát nhân vật theo dõi thôi. Rồi chúng ta có phần chiến thuyền này. Game One Piece nào cũng có phần chiến thuyền này. Đấy, các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và các bạn sẽ được tặng chiến thuyền. Nó cũng tăng chỉ số lực chiến cho tổ đội. Đơn giản là vậy thôi. Nếu các bạn kỳ vọng về một con game One Piece có lối chơi đột phá thì con Kho Báu Truyền Thuyết này thì sẽ không nha. Nó sẽ chỉ điểm nhấn có lẽ là về mặt đồ họa trông nó 3D, nó thật hơn một số con game cùng thể loại One Piece đang được phát hành tại Việt Nam thôi. Chứ còn nếu mà để so sánh rộng hơn thị trường global thì không. Rất nhiều con game One Piece ở trên thị trường global hiện nay đẹp hơn nhiều. Thêm nữa là cái lối chơi của con Kho Báu Truyền Thuyết này, nó là một lối chơi hết sức quen thuộc, đơn giản, thuộc dòng game nhập vai thể tướng rảnh tay thôi. Cũng không có gì quá là đặc sắc cả. Đó, nếu là bạn nào mà hay chơi game thể tướng nhiều thì thực sự là không khó để làm quen về lối chơi của con này. Rồi chúng ta đến phần nâng cấp tướng nhá. Nâng level này. Rồi kiếm nguyên liệu tiến bậc, mặc trang bị. Rồi đấy, chiến thuyền này. Đấy, ban đầu chúng ta sẽ nâng bằng cái thuyền đầu tiên, Going Merry. Đó, nó sẽ cộng chỉ số và có kỹ năng thuyền luôn để giúp các bạn trong chiến đấu nhá. Đây là phần đội hình này. Đây các bạn sẽ select ship này. Đó, đại loại thì cái thuyền nó sẽ trợ giúp chiến đấu, nó sẽ có thêm kỹ năng chiến đấu cho anh em. Sau này các bạn để kiếm được rất là nhiều thuyền khác nhau. Nhận thưởng treo máy này. Rồi, level 8 thì chúng ta sẽ có tính năng đấu trường. Đấy, con game này nó dễ chơi mà. Túm lại công việc ở trong của anh em trong con game Kho Báu Truyền Thuyết này đó là chiêu mộ, đặc biệt nhất là chiêu mộ tướng này. Sau đó thì các bạn có tướng ngon thì anh em sẽ đi nâng cấp tướng để đánh vượt ải thôi, đơn giản là vậy thôi. Có ký danh hàng ngày nhận quà này, tặng kim cương. Và đây là quà, các cái gói quà nạp đầu này, quà thẻ tháng này, các cái gói quà quà tuần, quà ngày, quà tháng thì anh em sẽ được free những cái gói đầu như thế này.
Đó, rồi chúng ta có phần đấy, các gói quà nạp, rồi đây là quà nạp đầu nhận thưởng. Mình nếu nếu mà giả sử nhá, thì sau này thì các bạn có chơi bản Việt thì anh em nên nạp đầu sẽ được tặng thêm tướng. Đó, đơn giản vậy thôi. Đây là chúng ta sẽ có phần chiêu mộ tướng này. Đây là phần danh sách tướng nhá, nó sẽ chia ra các cái băng đảng cướp biển như này. Đấy, Nami này. Đấy, chiêu mộ tướng nhá. Kim cương này. Đây, phần danh sách các bạn thể quay ra tướng này. Cao nhất là tướng màu vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 5, 4, 5. Nói chung là các bạn sẽ có khoảng hơn 50 nhân vật để các bạn chiêu mộ ở trong game này. Đấy, các bạn sẽ có phần chiêu mộ Advance này. Khuyên là các bạn nên chiêu mộ này thì tỷ lệ ra tướng ngon là sẽ từ 3 đến 5 sao. Basic là từ 2 đến 5 sao. Chiêu mộ tình bạn từ 2 đến 5 sao. Còn là chiêu mộ theo phe nữa. Mình không nhìn được cái phần tỷ lệ nhỉ. Tức là mình muốn xem phần tỷ lệ quay tướng nhưng mà có lẽ game này nó không hiện rồi. Không đủ kim cương mua vé này. Nó không có tỷ lệ, nó không hiện tỷ lệ nên mình không rõ lắm. Ở đây chúng ta có phần nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng. Đấy. Ồ, được thưởng 500 kim cương luôn, nhiều phết. Đây, cái phần thuyền lướt qua nhá. Các bạn sẽ có rất là nhiều cái thuyền khác nhau. Mỗi thuyền thì nó sẽ có những cái, sau khi mà các bạn làm hoàn thành nhiệm vụ ấy, nó sẽ có kích hoạt thì các sẽ có kỹ năng này. Đó. Còn sau này các bạn này nâng cấp nữa. Cũng khá là quan trọng. Rồi có phần challenge này, các cái hoạt động trong game nhá. Lướt qua cho anh em. Phó bản hàng ngày này. Cái này như kiểu Infinity này, như kiểu là leo tháp á, Adventure như kiểu là chắc là khiêu chiến, Impel Down chắc là săn boss, Century, Golden Patch, rồi rất là nhiều hoạt động và nó sẽ mở theo cấp của các bạn nhé. Cao nhất là lên level 80 thì sẽ mở cái hoạt động cuối cùng là Fishman Island. Đó. Đơn giản vậy thôi. Các tính năng trong game này rất là đơn giản. Đây sau này có đấu trường này rồi Fleet. Còn đây là phần phó bản. Anh em thể muốn lên cấp nhanh thì các bạn sử dụng kim cương để đấy, lên đánh lên cấp nhanh. Đó, lên level 7. Thêm một phát nữa này. Đó, lên level 8 chúng ta sẽ có tính năng đấu trường. Đây, chúng ta có 8 ngày đăng nhập nhận quà này. Đây, chúng ta có tính năng đấu trường nhá. Hệ thống PvP. Cái này thì là đấu trường xếp hạng này. Đó, các bạn leo hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều. Cái này là không bỏ qua được, phải là thẻ VIP cơ. Hoặc là một là thẻ VIP, hai là các bạn phải đánh 30 lần, tức là các bạn phải khiêu chiến 30 lượt thì mới có tính năng bỏ qua nhá. Lưu ý. Tốt nhất là nếu mà sau thì anh em chưa có thẻ VIP. Đó, ngoài ra thì các bạn nên khi mà các bạn sắp xếp đội hình mà cùng phe ấy, nó sẽ kích hoạt thêm các chỉ số nha. Đó. Rồi, nói chung là cách chơi nó cũng đơn giản thôi, mình cứ tưởng nó như thế nào. Nhìn chung thì cái con kho báu truyền thuyết này nó rất là đơn giản. Mình tưởng nó phải phức tạp hơn cơ, mình đã kỳ vọng cao hơn một chút nhưng mà thôi không sao. Đấy, nếu mà sau này ra mắt phiên bản tiếng Việt, bạn nào mà fan One Piece thì cũng có thể tham khảo và chơi thử. Rồi chúng ta có phần đây tướng này, các bạn hãy nâng cấp nhá, mặc trang bị này rồi level up này. Đây, mặc trang bị này rồi tăng level lên, quick level này, rồi hết tài nguyên, rồi hết tài nguyên để nâng rồi. Đó, nó cần một cái điểm gọi là Hero XP. Đó, thì mình có thể nâng tiếp được. Mặc đồ này. Rồi, chúng ta lại đánh phó bản tiếp thôi. Đây, phần trận hình này, các bạn phải sắp xếp trận hình nhá. Rồi, như mình đã nói thì game này nó sẽ chia ra các cái phe ấy. Như kiểu là Government này, Pirate này, Warlord, Emperor, 4 phe. Và khi các bạn để những cái nhân vật cùng phe với nhau ấy, thì nó sẽ kích hoạt thêm các chỉ số. Đó. Chung là phần trận hình này thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, chẳng có gì cả. Rồi, chiến đấu này. Đây. Cái thuyền, cái chiêu của thuyền này nó cứ hai turn này nó bắn một phát để hỗ trợ anh em. Đây, mấy cái phó bản này thì nó sẽ không chia được kiểu là số sao, cần tăng 3 sao, cần 3 sao để nhận thêm thưởng, mà nó chỉ đánh liên tục thôi. Đấy, càng đánh lên cao thì các bạn sẽ lên cấp càng nhanh, nhưng mà độ khó nó cũng sẽ tăng dần. Đấy, ngoài ra chúng ta có tính năng treo thưởng nhận riêng này, rồi nhận quà vượt ải này,
Các bạn để nạp VIP, cái thẻ VIP này thì nhận thêm thưởng, 453.000 đồng, ui, gần 5 lít. À, thì các bạn lưu ý có thể suy nghĩ nhá. Đấy, vượt ải nhận kim cương này. Đấy, cứ đánh vậy thôi. Đấy, nhìn chung là mình cũng không có gì nhiều để nói về con game kho báu truyền thuyết này cả. Có cái gì thì mình cũng giới thiệu anh em rồi. Và thật sự là các bạn nhìn mình chơi thì các bạn có thể hình dung ra được cái lối chơi của con kho báu truyền thuyết này rồi. Thì anh em tùy thôi. Bạn nào fan One Piece thì có thể nghịch thử đợi phiên bản tiếng Việt ra chơi. Sắp tới thì con game này sẽ có bản tiếng Việt hẳn hoi rồi. Nhận thưởng này. À, vừa có thêm nhân vật mới mình chưa ra giận. À, không bỏ qua được. Phải là VIP cơ. Đấy, càng lên cao quái nó đánh càng đau, các bạn phải buộc phải nâng cấp nhân vật nhé. Treo máy nhanh này. Level 10 chúng ta sẽ có tính năng Treasure Hunting như kiểu là sao nhỉ, như kiểu treo thưởng, nhiệm vụ treo thưởng ấy. Chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ treo thưởng. Đây, newbie event nhận quà này. Đó. Nói chung mình thấy là game này nó thưởng kim cương khá là nhiều các bạn. Nếu mà lười thì các bạn có thể tích nạp kim cương cũng được. Đây là phần nhiệm vụ này, cũng thưởng kim cương này. Nhiệm vụ hàng ngày nhá, nhiệm vụ tuần nhá. Ôi, lại thưởng 500 kim cương nữa. Đấy, các bạn này có kim cương để đi làm nhiệm vụ. Đây, cho thêm nhân vật mới ra trận. Tạm thời là như vậy đi. Đây, phần túi đồ này. Hay ghép mảnh ra này. Tướng 3 sao. Đấy, các bạn có thể thu thập mảnh để ghép tướng. Mọi thứ hoàn toàn tự động nhé. Chiến đấu hoàn toàn tự động thôi. À, cho này ra. Phẩm chất nó cao hơn này. Đấy, các bạn thấy không? Quẩy cùng phe này nó sẽ kích hoạt chỉ số nha. Bây giờ mình cho tướng này khác phe này thì nó sẽ không kích nữa. Và lực chiến còn bị giảm cơ. Vừa là cho cùng phe cút biển ấy. À, nó cộng. Bây giờ thì còn thiếu 4 tướng thôi. Thì nó sẽ chỉ cộng đến dòng thứ 4 thôi. Đấy, anh em thấy không? Ok. Thì như vậy là cậu Vàng cũng có một cái video trải nghiệm nhanh một con game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là kho báu truyền thuyết. Bạn nào mà quan tâm thì mình sẽ để đường link để anh em tải game và chơi thử nhá. Các bạn cài trên TapTap ấy, chơi bằng điện thoại là giả lập đều rất ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nha. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.